con đã trở nên hứng tình, cương cứng và xuất tinh vô cùng nhiều khi nhìn thấy ông bà nội của mình quả thân. Trước khi tiếp tục, con xin cảnh báo rằng đây sẽ là câu chuyện ma quỷ nhất mà mọi người có thể nghe trong cuộc đời. Con cũng mong cha và các anh em kênh sẽ kiên nhẫn nghe hết câu chuyện để cho con lời khuyên. Con vốn là một người con của đất cảng Hải Phòng, phải xa quê vào Sài Gòn vì công việc và thật may là năm nay được về quê ăn Tết. Khi con về nhà, ông bà con rạng rỡ lắm. Cần phải biết rằng cả hai đã hơn 80 tuổi, lại chỉ có mỗi mình con là cháu đích tôn nên thương con lắm. Ngày nào hai ông bà cũng muốn cháu mình ngủ chung giường, hai ông bà ngủ ở hai phòng riêng. Về phần con, phần vì nhớ ông bà, phần vì thương hai ông bà lâu ngày mới gặp cháu nên con đã ngủ so le ở cả hai phòng, ngủ phòng ông một đêm và phòng bà một đêm. Câu chuyện thực sự bắt đầu vào 29 Tết. Trưa hôm đó, con đã vô tình mở cửa phòng ông đúng lúc ông con đang thay đồ. Chúa ơi, hình ảnh về con cu nhăn nhau với phần da quy đầu và túi bìu chảy xệ tới mức cảm tưởng như sắp chạm xuống đất ấy. Chùm lông mu dày rậm mọc lan lên tận cái bụng phệ ấy. Làn da dính đầy mồ hôi dầu nhễ nhại tới mức cặp mông và chiếc đầu hói của ông trở nên bóng loáng ấy. Tất cả đã in đậm vào tâm trí của con. Con lập tức xin lỗi ông và đóng sầm cửa lại. Ông con vốn cao tuổi, lại là nam giới với nhau nên không để tâm cho lắm. Nhưng con thì không. Khoảng khắc đó, hương của con đã chìm một chút. Những tưởng đó là kết thúc câu chuyện. Nhưng hỡi ôi, ông trời thật quá tàn nhẫn khi khiến con thêm một pha choáng váng. Chiều hôm đó, sau khi đi mua đồ để chuẩn bị cúng cho đêm 30, con đã tranh thủ đi tắm và bắt gặp cảnh tượng bà con đang khỏa thân. Cần phải biết rằng, giữa phòng tắm và hành lang nhà ông bà con có một căn buồng để đồ làm trung gian. Có vẻ như bà nội con sau khi tắm đã tiện thể thay quần áo trong buồng luôn. Trời Phật ơi, cặp vú chảy xệ như hai quả mướp ấy, đôi núm ti thâm quầng và to bự như hai quả nho ấy, làn da nhăn nheo bọc trên cái cơ thể còm nhom toàn xương sầu với đầy vết đồi mồi ấy, chùm lông mu dày tới mức che kín cả con bướm xuân ấy. Tất cả đã khắc sâu vào tâm trí con. Lại một lần nữa, cương con đã chìm. Hai lần liên tiếp, đó là số lần con vô tình nhìn thấy ông bà mình khỏa thân trong một ngày. Đó cũng là số lần chú chim nho nhỏ của con hóa thành đại bàng khi nhìn thấy cơ thể của người già. Tối đó, con đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao mình lại đứng khi nhìn hai người già khỏa thân? Tại sao cơ thể mình lại phản ứng một cách bệnh hoạn đến thế trước những người cùng huyết thống với mình? Càng đặt câu hỏi, hương của con lại càng chìm. Để rồi đến khi dòng suy nghĩ kết thúc, con nhận ra đúng quần mình ướt sũng tinh trùng. Có vẻ như con đã vừa vuốt trụ vừa băn khoăn để rồi bắn tùm lum lúc nào chẳng hay. Giờ đây, tâm trí con liên tục bị bùa vây bởi hai hình ảnh đó. Cứ khi nào quay tay, con lại gắn những hình ảnh ấy vào bộ truyện, bộ phim sách mà con đang xem. Nếu đó là BDSM, con sẽ liên tưởng đến hình ảnh hai thân thể nhăn nheo ấy đeo bôn GAG cùng xích ở cổ và chơi SM với con. Nếu đó là NTR, con sẽ hình dung ra cảnh con bom ba la bom với ông nội. Còn bà sẽ đứng ngoài nhìn trong bất lực. Hiện tại con không thể quay tay, bởi con không muốn tiếp tục sự tội lỗi này. Con thực sự đã đến giới hạn.